Chào tất cả các em cùng tất cả các bậc phụ huynh đang ngồi trước mang ảnh nhỏ. Cô tên là Hoàng Thị Minh Phượng, giáo viên trường tiểu học Thủy Biều. Hôm nay, cô lại tiếp tục đồng hành cùng các em trong bộ môn tiếng Việt 1, bộ sách cạnh Diều, bài 90, Uôn, Uốt, tập viết, Uông, Chuông, Uốt, Đuốc. Trước khi đi vào bài học, cô cùng các em kiểm tra đồ dùng học tập nhé. Cô tin tất cả các em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nào, bây giờ các em hãy dựa sách giáo khoa, trang 160, trang 161, bài 90, uông, uốc. Cô đi vào giới thiệu về các em vần đầu tiên. Các em lắng nghe cô đọc. Uông, uông, uông. Cô mời các em đọc lại. Phân tích đánh vần cho cô vần uông lắng nghe cô phân tích đánh vừng vừng uông có âm ua đứng trước âm ngờ đứng sau ua ngờ uông uông cô mời các em đọc lại quan sát cho cô biết đây là gì nào à cô giới thiệu với các em đây là cái chuông cô có tiếng mới chuông các em lắng nghe cô đọc chuông chuông Chuông, cô mời các em đọc lại. Tiếng chuông có vần uông, chính là vần hôm nay chúng ta học. Phân tích đánh vần cho cô tiếng chuông. Tiếng chuông có âm chờ đứng trước, vần uông đứng sau. Chờ, uông, chuông, chuông. Cô mời các em đọc lại. cô đi vào giới thiệu với các em vần thứ hai các em lắng nghe cô đọc uốc 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 cô mời các em đọc lại phân tích đánh vần cho cô vần uốc vần uốc có âm ua đứng trước âm cờ đứng sau ua cờ uốc uốc cô mời các em đọc lại Quan sát cho cô biết, đây là gì? À, cô giới thiệu về các em, đây chính là ngọn đuốc. Cô có tiếng mới, đuốc. Các em lặng nghe cô đọc, đuốc, đuốc, đuốc. Cô mời các em đọc lại. Tiếng đuốc có vần uốc, đó là vần hôm nay cô hướng dẫn các em học. Phân tích đánh vần cho cô tiếng đuốc lắng nghe cô phân tích đánh vừng tiếng đuốc có âm đờ đứng trước vương uốc đứng sau than sắc nằm trên đầu âm ô đờ uốc đuốc sắc đuốc đuốc cô mời các em đọc lại bây giờ các em hãy lấy bạn cài cài cho cô một vừng uông một tiếng chuông một vừng uốc và một tiếng đuốc các em hãy bắt đầu cái. Đầu tiên, cô cài vừng uông, tiếng chuông. Sau đó, cô cài vừng uốc, tiếng đuốc. Bây giờ các em hãy cho cô biết, hôm nay cô và các em đã cùng nhau làm quen hai vừng mới nào. À đúng rồi, hôm nay cô và các em đã cùng nhau làm quen hai vừng mới, uông, uốc các em hãy cho cô biết vần uông và vần uốc có điểm gì giống và khác nhau à đúng rồi vần uông và vần uốc giống nhau đều có âm ua đứng trước khác nhau vần uông có âm ngờ đứng sau vần uốc có âm cờ đứng sau bây giờ các em hãy cùng với cô đọc lại nhé uông chuông uốc đuốc Bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào phần luyện tập xếp hoa vào hai nhóm. Cô nhóm cô có nhóm thứ nhất ghi vừng uông, nhóm thứ hai ghi vừng uốc và sáu bông hoa. Mỗi bông hoa ghi một tiếng có vừng uông hoặc vừng uốc. Bây giờ cô và các em cùng nhau đọc thật to các tiếng này nhé. G uốc uốc sắc guốc. Guốc. Cô mời các em đọc lại. từ tiếp theo giờ uông xuông huyền xuồng xuồng cô mời các em đọc lại cô giới thiệu với các em đây chính là chiếc xuồng để các em ạ à. thờ uốc thuốc sắc thuốc thuốc cô mời các em đọc lại lờ uông luông huyền luồng luồng cô mời các em đọc lại cô giới thiệu về các em đây là những cây luồng cây luồng chính là hò của nhà tre để các em ạ à. bờ uốc buốc nặng buộc buộc cô mời các em đọc lại bờ uông buông huyền buồng buồng cô mời các em đọc buông chính là phòng ngủ để các em ạ à. Bây giờ các em hãy cùng với cô đọc lại các tiếng này nhé guốc, xuồng, thuốc, luồng, buộc, buồng. Nhiệm vụ của các em là hãy dùng bút chì tìm cho cô tiếng nào có vần uôn, các em hãy đổi vào nhóm có vần uôn. Tiếng nào có vần uốc, các em hãy đổi vào nhóm có vần uốc, các em hãy bắt đầu làm nào. Các em đã làm xong chưa? Cùng kiểm tra với cô nhé. Cô có tiếng guốc, ghi vần uốc. Cô sẽ vào nhóm có vừng uốc. Tiếng xuồng có vừng uông. Cô sẽ vào nhóm có vừng uông. Tiếng thuốc có vừng uốc. Cô sẽ vào nhóm có vần uốc. Tiếng luồng có vừng uông. Cô sẽ vào nhóm có vần uông. Tiếng buộc có vừng uốc. Cô sẽ vào nhóm có vừng uốc tiếng buồn cỏ vườn uông cô sẽ vào nhóm cỏ vườn uông và đây là bài làm của một bạn nhỏ cả em nhận thấy bạn làm là đúng chứ nào à bài của bạn làm đúng rồi đấy cô tin tất cả các em cũng đã làm đúng như bạn cô khen tất cả các em nào bây giờ hãy cùng với cô đọc thật to cả tiếng trong bài có ghi vườn uông nhé xuồng buồng luồng đọc to cả tiếng trong bài ghi vần uốc thuốc vuốc buộc cô và các em vừa đi qua phường luyện tập bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào phường tập đọc trước khi đi vào phường tập đọc cô và các em cùng nhau nghỉ giải lao trong một phút nhé xưa kia với quả đều trắng ước mơ có được bộ lông lấp lây lông nhiều màu wow. sắc nhất trong khu rừng quả công nghĩ suy đêm ngày tìm nhiều màu sơn ya lâm này tình tình tăng tăng ngồi đây quả liền nhanh tay bái công trưởng thành họa sĩ si quả trở tài đây

đã cảm thấy thoải mái hơn chưa nào nào bây giờ các em hãy ngồi ngay ngắn cô đi vào hướng dẫn các em bài tập đọc Quang sáng tranh cho cô biết trong tranh vẽ gì nào à trong bức tranh vẽ một chủ công đang xà xuống hồ nước phía bên kia bờ một con chim cuốc đang nhìn công vậy vì sao công xà xuống hồ nước chim cuốc nói gì cô và các em cùng nhau đi vào tìm hiểu bài tập đọc con công lững thững các em lắng nghe cô đọc. Con công lẩn thần, công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhìn ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xa xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngực lặng tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Chim cuốc nhìn công, gật gù, đẹp mà chẳng khôn phỏng theo truyền nước ngoài hoàng nam kể trong bài tập đọc con công lượng thần có một số từ khó đọc các em cần chú ý cô có từ lần thần trong từ lần thần tiến lần và tiến thần đều có vần ân thanh hỏi lờ ân lân hỏi lần thờ ân thân hỏi thần lần thần cô mời các em đọc lại Trần Gian Cô mời các em đọc lại Ưỡn ngực Trong từ ưỡn ngực tiền ưỡn có vần ươn than ngã Khi các em đọc cân kéo dài hơi ra Ươn ngã ưỡn Ưỡn ngực Cô mời các em đọc lại Ra xuống Cô mời các em đọc lại Ngục lặng trong từ ngập lặng, tiếng lặng có phần ăn, lờ ăn lăng nặng lặng, lặng, ngập, lặng. Cô mời các em đọc lại. Ngập lặng chính là ngôi lên, lằng xuống, nơi hồ nước sau để các em ạ. À. Ướt, ừ, nhẹp. Trong từ ướt, nhẹp, tiếng ướt có vân ướt, than sắc, ướt, sắc, ướt, ướt, nhẹp. Cô mời các em đọc lại chim, cuốc. Cô mời các em đọc lại. Gật, gù. Cô mời các em đọc lại. Các em hãy cùng với cô đọc lại các từ khó đọc này nhé. Lần, thần, trần, gian, ưỡn, ngực, xa, xuống, ngực, lặng ướt, nhẹp, chim, cuốc, gật, gồm Cô vừa hướng dẫn các em đọc một số từ khó đọc ở trong bài. Bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào luyện đọc câu. Bài này cô chia làm 9 câu. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu, câu thứ bảy, câu thứ tám và câu thứ 9. Cô đi vào hướng dẫn các em câu đầu tiên. Các em chú ý cho cô, khi đọc câu 1 các em nhớ đọc tên của đề bài nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Con công lẫnh thần công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Cô mời các em đọc lại câu số 1. Cô hướng dẫn các em đọc câu số 2. Một hôm, con ưỡn ngực điểm bên hồ. Cô mời các em đọc câu số 2. Cô hướng dẫn các em đọc câu số 3. Nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác. Cô mời các em đọc câu số 3. Cô hướng dẫn các em đọc câu số 4. Nó bèn xa xuống hồ để so sắc đẹp. Cô mời các em đọc câu số 4. Cô hướng dẫn các em đọc câu số 5. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Cô mời các em đọc câu số 5. Cô hướng dẫn các em đọc câu số 6 công ngập lặng tìm cô mời các em đọc câu số 6 cô hướng dẫn các em đọc câu số 7 nó ướt nhẹp run cầm cập cô mời các em đọc câu số 7 cô hướng dẫn các em đọc câu số 8 chim cuộc nhìn công gật gù cô mời các em đọc câu số 8 cô hướng dẫn các em đọc câu số 9. Đẹp mà chẳng khôn. Cô mời các em đọc lại cho cô câu số 9. Vừa rồi cô và các em đã luyện đọc câu. Bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào luyện đọc đoạn. Bài này cô chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Các em chú ý cho cô vì đoạn 1 chỉ có một câu, nên khi đọc, các em sẽ đọc đoạn 1 và đoạn 2 cùng một lần nhé. Và khi đọc đoạn 1, các em nhớ đọc tên của đề bài. Các em lắng nghe cô đọc. Con công lệnh thần, công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhìn ra trong hồ có một con công khác. Cô mời các em đọc. Cô hướng dẫn các em đọc đoàn số 3. Nó bên xa xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngập lằng tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Cô mời các em đọc đoàn số 3. cô hướng dẫn các em đọc đoàn số 4. Chim cuộc nhìn công, gật gù, đẹp mà chẳng khôn. Cô mời các em đọc đoàn 4. Bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào đọc toàn bài. Các em lặng nghe cô đọc. Con công lệnh thần, công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm con ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhìn ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xa xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngực lặng tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Chim cuộc nhìn công, gật gù, đẹp mà chẳng khôn. Cô mời các em đọc lại toàn bài. cô và các em vừa đọc xong bài tập đọc con công lệnh thần về các em hãy cho cô biết trong bài tập đọc nhắc đến những con vật nào à đúng rồi trong bài tập đọc nhắc đến con công và con cuốc về các em hãy cho cô biết con công như thế nào à con công lững thững vậy con chim cuốc nói gì về con công à đúng rồi con chim cuốc nói con công đẹp mà chẳng khôn trong bài tập đọc nói về một con công lững thững vì công không nhận ra con chim trong hồ chính là cái bóng của nó vậy a à, con công trong hồ là một con công khác hay b con công trong hồ là bóng của con công trên bờ. Cô và các em cùng nhau đi vào. Ý nào đúng. Nhiệm vụ của các em là hãy dùng bút chì khoanh vào trước câu trả lời mà các em cho là đúng nhé. Các em hãy bắt đầu làm. à cô thấy rất nhiều bạn đưa cho đáp án B và đáp án của cô cũng chính là đáp án B. Ý A, con công trong hồ là một con công khác là ý chưa đúng vì con công trong hồ là bóng của con công trên bờ. Cô và các em vừa đi xong phần tập đọc, bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào phần tập viết. Uông, chuông, uốc, đuốc. Cô hướng dẫn các em viết vân uông. Vân uông các em viết con chữ ua trước, con chữ ngờ sau. Cô hướng dẫn các em viết chữ chuông. Chữ chuông các em viết chữ chơi trước, vân uông sau. Cô hướng dẫn các em viết vân uốc. Vân uốc các em viết con chữ ua trước, con chữ cờ sau. Cô hướng dẫn các em viết chữ đuốc. Chữ đuốc các em viết chữ đơ trước, vân uốc sau. Dẫu sắc nằm trên đầu âm ô để giúp các em việc đúng và việc đẹp hơn cô và các em cùng nhau quan sát cách viết nào bây giờ các em hãy lấy bạn con và luyện việc cùng với cô nhé Bây giờ các em hãy lấy vở luyện viết, viết cho cô một dòng uông, một dòng chuông, một dòng uốc và một dòng đuốc. Các em hãy bắt đầu làm nào. Và đây là phần bài làm của cô. Ở nhà các em hãy tiếp tục luyện viết để hoàn thành bài nhé. Nào, bây giờ các em hãy cùng với cô đọc lại toàn bài. Bài 90. Uông, uốc chuông, đuốc, guốc, xuồng, thuốc, luồng, buộc, buồng. Con công lệnh thần, công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực điểm bên hồ, nó bỗng nhường ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xa xuống hồ để so sắc đẹp, nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngực lặng tìm, nó ướt nhẹp run cầm cập, chim cuốc nhìn công, gật gù, đẹp mà chẳng khôn, phỏng theo truyền nước ngoài, hoàng nam kề, tập viết, uông, chuông, uốc, đuốc. Ở nhà, các em hãy tiếp tục luyện đọc cùng với ba hoặc mẹ của các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.